Chelsea đã có trận thắng đậm nhất từ đầu giải khi hạ Tottenham Hotspur với tỷ số 4-1, qua đó trở thành đội đầu tiên ở ngoại hạng Anh ngắt mạch bất bại của thầy trò ông Ange Postecoglou. Tuy nhiên, kết quả màn thư hùng tại London là một ảo ảnh. Chelsea thắng, nhưng quả thực đã chơi một trong những trận tệ nhất từ đầu giải. Raheem Sterling cùng đồng đội chỉ đá tốt trong 30 phút đầu khi Tottenham Hotspur có đủ 11 người. Còn thời điểm đối thủ bị đuổi 2 người khỏi sân bởi những tấm thẻ đỏ, Chelsea lại chơi bạc nhược. Trong khi 9 cầu thủ Tottenham Hotspur chấp nhận mạo hiểm với lối chơi tấn công và pressing dồn dập, 11 cầu thủ Chelsea hoang mang giữa hai lựa chọn tấn công để tận dụng ưu thế con người hay phòng ngự phản công an toàn. Sự phân vân ấy nói lên vấn đề của Chelsea mùa này. Giới chủ Mỹ đã chi 1 tỷ bảng chỉ sau hơn 1 năm tiếp quản Chelsea để mang về đội hình rất trẻ. Việc đòi hỏi Chelsea phải chơi bản lĩnh và gắn kết với đội hình non nớt là bất khả thi, bởi mặt trái của sức trẻ là thiếu ổn định và kém vững vàng. Chelsea có thể chơi rất hay trước Arsenal, Liverpool, nhưng lại thua, lãng xẹt khi gặp những đội dưới cơ như Nottingham Forest, Brentford, Aston Villa. Một đội hình trẻ luôn tiềm ẩn sự bùng nổ khó đoán, song gặp phải đối thủ lão luyện như Manchester City, Chelsea khó làm nên chuyện. Để lấy ví dụ về chênh lệch đẳng cấp giữa Man City và Chelsea, hãy nhìn vào Cole Palmer và Raheem Sterling, vốn là gạch nối giữa hai đội bóng. Palmer đã in dấu giày vào 5 bàn thắng của Chelsea mùa này, còn con số của Sterling là 4. Cả hai đều chơi nổi bật, đang gánh vác hàng công Chelsea. Trong đó sự xuất hiện của Palmer là làn gió mới. Tiền vệ 21 tuổi đã mang đến sự điềm tĩnh, sáng suốt giữa một tập thể Chelsea hỗn loạn. Và hãy nhớ, Palmer phải rời Manchester City bởi chẳng thể trụ lại ở đây, tương tự như câu chuyện của Sterling. Tức là ngay cả những cầu thủ không đủ khả năng cạnh tranh trong đội hình Man City của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đủ khả năng tạo ra tầm ảnh hưởng ở Chelsea. Ông Mauricio Pochettino có lẽ sẽ cảm ơn Guardiola bởi ông đã không trọng dụng Palmer và mang đến cho Chelsea một món quà. Nhưng hãy nhìn vào tiền vệ người Anh để thấy, ngay cả một cầu thủ chưa tiếp thu quá nhiều tinh hoa của Guardiola và phải rời đi để cứu vãn tương lai, vẫn có thể tài năng đến như vậy. Còn về đối đầu, Man City đã toàn thắng và sạch lưới 6 trận gần nhất trước Chelsea. Trong 6 trận này, trong khi Man City vẫn giữ được cốt lõi lực lượng và lối chơi thì Chelsea đã thay 3 huấn luyện viên, đào thải quá nửa đội hình và vẫn chưa biết sẽ chơi theo cách nào. Stamford Bridge cũng khó trở thành điểm tựa cho Chelsea trong trận đấu đêm nay, khi Sterling cùng đồng đội mới thắng 1 trận, giành 5 điểm trong 6 trận sân nhà từ đầu giải. Ngược lại, Manchester City giành tới 12 điểm sau 6 trận sân khách, chỉ đứng sau Tottenham Hotspur. Thất bại thứ 5 ở mùa giải này đang treo lơ lửng trên đầu Chelsea, khó mà khác được.